Em muốn hỏi bạn Long là bạn rất thích động vật cho nên bạn mới học cái thú y đúng không ạ? Đúng rồi. Em cũng rất thích động vật. Vậy thì bác sĩ ơi, không biết là cái điều điên rồ nhất trong tình yêu của bác sĩ là gì? Mình cho người yêu hiện tại mình quay lại với người cũ. Cho người yêu hiện tại quay lại với người yêu cũ là cả hai chia tay hay là tại sao không? Chị kiểu đó là bạn ấy chưa có rõ cái tình cảm của hiện tại với cả người cũ ấy, thì mình cứ ok em cứ đi về với người cũ đi rồi xem coi là anh ấy đối xử với em có đúng với những cái mà anh đang làm hiện tại không. À, rồi sau đó thì cô đi nước ngoài mất bộ luôn. Một pha xử lý rất lắc léo và sau pha xử lý ấy thì cô ấy đi theo người yêu cũ luôn. Đó là sự rộng lượng của một người bác sĩ mà. Cái vấn đề là tại vì mình giữ trái tim của người đó mới là quan trọng, không phải là giữ thể xác. Và bác sĩ là một người rất là lý trí. Mình ấn tượng với một người phụ nữ như thế nào vậy Long? Sẵn hỏi hỏi luôn nè. Cô ấy thì cần biết lắng nghe thôi và hiểu những cái cách mình đang làm. Có thể là mình không lãng mạn người ta, nhưng mà những cái mình làm là mình sẽ thể hiện ra hết. Em có nhiều tính cách trong người lắm. Đôi lúc thì em rất là cọc. Em đụng chuyện là em cọc liền và nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là à mình sai rồi. Thì không biết là anh có thể chịu được tính hay cọc giống em không? Cọc bất chấp luôn á. Khi mà em cọc thì em có đánh không? Dạ. Đánh cầu không? Đánh cầu không? Dạ không, dạ không. Vậy tính ra thì Ngọc vẫn còn dễ thương khách hàng của mình. Đúng rồi. Hay. Em khó cỡ nào thì anh vẫn chịu được. Đúng rồi.